ha. Phương ha. Dạ Phương. Cô Phương, dạ. Sao mày con đi bán vé số? Nè, cũng rời lo cho bả. À vậy hả? Đó cũng ngày qua cô Nga cũng quay phim truyền hình ở trong bệnh viện. Có hả? Cô Nga có quay hả? Ơi, chào cô Nga. Chào. Rồi. Chào cô. Bữa giờ cổ nhà bán được cổ lô bồi dưỡng đang nhận qua vô cái mổ được chứ chứ mà nếu học anh là mua được chị có em cho nó mượn ha mua đồ ăn bồi dưỡng là em nhận lo bả này cái lo đâu giờ đâu đó luôn em đã đóng ở phương nông đó làm được nấu bên đây nha nướng bác sĩ cũng không cho bả đụng nước không có được ngồi vậy phải nằm thứ phục mổ này tốt một tuần lễ là xuống dưới chở bà xuống dưới tay khám dạ lên bệnh viện chỗ hôm bữa con Trương Dương á chú Trương Dương ha hôm bữa đó bệnh viện đó nhân viên trong đó à. Tốt lắm dạ yeah. Cô Thúy Nga cô Thúy này là cô Thúy Nga cho dạ độ đó chú dạ yeah, dạ yeah. À, thưa cả nhà ngày hôm nay thì Xuân Dũng quay trở lại nhà của cô Nga cô Nga thì như mọi người đã biết thì cách đây tầm khoảng độ khoảng hơn một tuần có tầm một tuần về trước á tuần 10 ngày gì đó thì cô Nga có điện thoại cho Dũng, cô có nói rằng là cái vấn đề về mắt của cô đang bị đục tinh thể. Mà cái hôm đó thì cô nói với con á là cô nói với con là mắt của cô là bị cần phải mổ gấp nếu không thì bị mù. Thì sau đó thì Dũng đến Dũng xác minh tại nhà của cô Nga. Xong rồi thì cô là cái giấy khám đó thì cô không có. Cho nên hôm đó là Dũng có gửi là cho cô 1 triệu để yêu cầu cô đi khám lại nếu chính xác. Nhà cô cứ để cho con nói nếu chính xác mà cô cần phải mổ mắt thì Dũng sẽ giúp cô mổ mắt nhưng mà sau khi và ngày hôm và cô đã tức tốc cô đi khám mắt liền đó cô Nga đi khám mắt liền thì hôm đó cô tới khám thì bác sĩ nói sao bác sĩ nói là con mắt ở bên đây bị đục tinh thể rồi phải mổ gấp mổ tại bệnh viện là giá là 11 triệu dạ mổ tại bệnh viện Sinh Pô đó hả tại bệnh viện này hả dạ bệnh viện này bác sĩ đưa cái thẻ bệnh viện mắt bệnh viện mắt thành phố Hồ Chí Minh dạ. Nếu phải mổ là hết 11 triệu dạ dạ à ông đưa cái là đi đến chỗ phải nói là phải cho từ trong hội nói phải có địa chỉ của bác sĩ này kia đó bác sĩ cho đưa là người ta đưa tới đây mổ mắt là hết 11 triệu dạ. Nếu mổ hết 11 triệu dạ. Dạ thì sau khi thì hôm đó thì Dũng đã cô hôm đó cô chi phí khám hết bao nhiêu tiền dạ xe cổ 500 mấy dạ là cô trích trong 1 triệu mà con đưa cho cô đó ha dạ dạ, dạ. Xong rồi thì sau khi mà cô điền cho con là báo cho con biết được đó là cô đã đi khám bị chỉ một mắt thôi chứ không phải hai mắt như ban đầu dạ ban đầu thì mắt này nó mờ dạ rồi sau khi cái mắt này vô khám thì bác sĩ mới nói là bây giờ phải mổ con mắt này trước dạ rồi mắt này lành rồi 2-3 tháng sau mổ mắt này nhưng mà bữa giờ cái là bữa đó là ấy nó trộn tiền cái ngày nào cũng mua thuốc bổ mắt rồi thuốc này kia mình đúng là mua ở ngoài chứ bữa khám ở trong bệnh viện là biểu ngày mai lên mổ liền mà nên con có điều kiện con rồi mổ. Thì nhưng mà xong rồi sau đó thì con đã sau khi cô điện cho con biết vậy thì con đã giúp cô là con như con đã nói không nhất thiết là phải tốn tiền đúng không mười mấy triệu đó dạ. Tự nhiên tốn không dạ, đó dạ. Thì con đã tạo điều kiện con cho cô trước bữa sau là đi khám liền dạ dạ con đã tạo điều kiện cho cô là bữa con sẽ giúp cô mổ mắt miễn phí nó dẫn đi bữa ăn bữa nó cũng đưa thưa quý vị rất là cảm ơn một fan của mình đó là bạn Quỳnh ở thành phố Hồ Chí Minh sau khi Quỳnh đó xem clip của mình xong Quỳnh đã liên hệ với mình và Quỳnh nói là anh Dũng ơi em có quen với một bác sĩ chuyên mổ mắt miễn phí một tuần một lần và nói nếu cô Nga mà cần phải mổ thì cứ nói với em sẽ cho số bác sĩ và đưa cô Nga đến đó để khám và để mổ mắt ngày nào cô cũng điện thoại lại tội cô đó lắm cô ơi phải bồi dưỡng nha bây giờ cô đang mệt trong lúc đấy cô bệnh hôm bệnh viện về chẳng có tiền bổ bồi dưỡng cô ốm lắm rồi cái thấy vậy nó thôi em còn tiền chưa đi bán số chị cứ bồi dưỡng đi bởi ngày qua vô cô mở cuối cùng mà bác sĩ mổ nhanh ghê bác sĩ chích thuốc tê mà mổ cô nằm nghe cô nghe rõ ràng dạ rồi cô là ngày hôm qua là được mổ dạ được mổ rồi có cô phải mất hết tiền gì nữa không có đóng tiền gì không tiền nào không rồi chỉ có tiền xe là 500 tiền xe tự gì cô Quỳnh nói là bằng đi 250 bằng về 270 phải đi taxi về mổ rồi ra mấy cô nhân viên vậy cô về cô taxi tưởng mắt cô già rồi đó cái nó đang mềm đó
mình đi xe kia hướng dẫn cái nó không có làm nhưng mà rất tốt là tối hôm qua cô về à, lúc mà chú Liêu Dũng à, về là không có nghe nhất à, ngủ được Cô có thể kể cho con ngày hôm qua cô mổ mắt như thế nào không? Giống như vô thì cô vô do cô Quỳnh với ông đó dặn phải tới trước 6 giờ nên con 6 giờ sáng. Sáu giờ sáng nên con có đâu đi xe buýt đâu có kịp. Cái cô vô tới thì cô Quỳnh mới gọi điện thoại cho Quỳnh đó, cô Út vô rồi. Cô Quỳnh biểu đi lên lầu 1. Lên lầu 1 thì cô Quỳnh mới nhắn tin ở trong điện thoại đó, là điện thoại của chú Hiếu đó. Cái lên mấy nhân viên tiếp đãi rất là tốt. Cái ekip đó tiếp đãi rất tốt. Thấy cô Nga phải không, cô Quỳnh thiệu phải không? Dạ đúng. Và là rào là mà ngồi đó rồi thử máu cho mình đã quyết cái mở đầu đó, áp huyết của cao quá. Cao quá thì cái chú gì đó nó cái mấy người trong ekip á phục vụ mình đó rất là tốt, cho cô ngậm cái viên thuốc gì để hạ máu. Tự nhiên mới vô là áp huyết gì mà cao, tự mấy bữa cô ấy là bị bồi dưỡng cái mình nó nhầm nó bồi dưỡng nó cao quá. Cái nói vậy cô nằm đây, cái xong mình nằm cầu nguyện nó cho con mổ bữa nay đi, chứ nếu bữa nay không mổ là tới tháng sau mới mổ được. Rồi cái xong cái cổ mới nói thôi á, nằm cái rác đi, áp huyết từ từ hạ xuống, uống ba viên thuốc cái từ từ cái 106 cái lúc 107 104 cái chú đó rồi thay đồ cho cô Nga. Mổ trong bệnh viện mổ rất là tốt, mà mổ nhân viên phục vụ rất là tốt, đó là cái to. Dạ cô Nga. Thì hôm qua rồi bác sĩ đó là cô cho anh biết là bác sĩ mổ cho cô đó là ở chỗ nào, bác sĩ mổ mình ở trong phòng cái một lần vô mổ là 4 người nằm bốn bạn. Không, cái bác sĩ đó là ở tại bệnh viện của bệnh viện hay là bác sĩ ở nước ngoài về của bệnh viện Trương Vương luôn? Bệnh viện Trương Vương cỡ chú không, bác sĩ cỡ chú không? Rồi hôm qua cô còn gặp được ai nữa? Gặp cô Thúy Nga. Cô Thúy Nga nào? Cô Thúy Nga, danh hài Thúy Nga tài trợ cái buổi ngày hôm qua đó. Ủa hả? 100 người mà ngày hôm qua có 50 người. Cô Nga, sáng cô Nga cho ăn sáng nha. Cho ăn sáng nuôi, rồi trưa cũng cho ăn cơm trưa. Cái lúc mà vô, gần vô phòng mổ cái chú mà giọng cỡ chú. Ở đây nha là hôm nay cô nữ danh hài Thúy Nga tài trợ chương trình mổ này là những cái người bệnh nhân đây không phải tốn một đồng nào. Đừng có nghe lời ai mà đưa tiền đút nhét này kia đi về sớm là cái chú nói vậy. Cái nguyên cái ekip mấy chục người ta mừng quá trời qua là ở tỉnh lên mấy chục người đó chú. Rồi tháng nè, ngày 12 tháng 11 này có một ca nữa là cô Thúy Nga cũng tài trợ. Cô Thúy Nga tài trợ hôm qua là 2 lần. Rồi, cô này, nhưng mà con góp ý với cô, con xòe bàn tay cô ra coi, úp lại, rồi úp lại. Con thấy móng tay cô ấy, cô cắt cho nó vệ sinh, mắt mũi cho cô. Đây, chút nữa. Không, mắt là giống như cái mắt cô như vậy, với hai nữa là cô đừng có để móng tay dài quá. Tay để bụi ra. Bác sĩ dặn cô là ngày hôm nay là tháo băng hả? Băng. Xong rồi tháo xong cái này nhỏ một giọt, một ngày nhỏ 10 lần. Hồi sáng giờ cô ăn miếng cơm, mấy xe sáng nó nấu cơm cho ăn rồi uống một liều thuốc là ngoài thuốc này uống 3 lần. Một tuần sau lại trở lại bệnh viện. Không thì để cho phụ đi. Chứ không có là ấy nước được. Cái này giống như nó là lao, không có cho nước nó vô, không cho nước vô là 10 ngày mới được gội đầu nha, trong bệnh viện. Cái này là nó trùng qua nước sôi hả? Chụp nước sôi thôi, không có nhúng nước, ta nấu nước sôi để nguội rồi lao. Xong rồi chế nước cái vậy. Vậy là hôm qua là cô Phương đưa đi cùng với cô hả? Một tuần nay là cô Phương lo giùm cô không? Thúy Nga cái cô mà đóng hài quay lên đó. Cũng quay ở chẩn luôn nè. Rất là kỹ nha, mà con mắt này phải đo độ rồi làm bệnh viện làm kỹ lắm, thử máu đàng hoàng tử tế mình chứ sao thử máu chứ đôi tiểu đường nó không mổ được. Giống như mấy tháng trước á, cô lúc mà cô mới bị, cô đâu nghĩ cô bị cườm, cô nghĩ chắc già nó mắt nào mờ, cái bệnh viện Thủ Đức vô mổ. Vậy là coi như là cô đã tiết kiệm được 11 triệu rồi đó. Đúng không? Chứ không thôi là cô đi mổ ở bệnh viện mắt là cô phải tốn 11 triệu rồi. Đúng rồi. Mà tiền đâu mổ? Lên bác sĩ khám xong, ngày mai bà lên nha, con mắt bà bị nặng dữ lắm rồi đó. 11 triệu tôi nói trời ơi bác sĩ ơi, đâu có tiền chờ tiền nhà, sắp tới còn có tiền đóng ông ấy. Trời gì tội vậy? Vậy giờ bà có nước
bà để hư con mắt hắn đi luôn, nó bị đục tinh thể rồi nha bà. Dạ. Cô Quỳnh thấy thương lắm, ngày nào cũng gọi lại cô Nga ơi ráng bồi dưỡng nha, để tới cái ngày mà mổ là cô có sức bảy giờ ngày qua. Dạ. Cô bây giờ... mổ là ca cuối đó, ca cuối hả? Cùng đó với cái chú kia. Dạ. Mà mới 12 giờ, 12 giờ là có mặt. Tại vì cô đến muộn quá. Không phải cô đến muộn mà tại vì cái máu cô cao đó phải nằm lại thì nên mổ sau, chứ đúng ra ngày qua chừng 9 giờ là cô về tới nhà. Dạ. Kiến ra. Rồi. Cái kiến đó cô Nga tặng luôn hả? Cô kiến Nga, Nga tặng luôn hả? Đo độ đàng hoàng mới tặng. Đóng hài. Dạ. Cô danh hài thuyết. Dạ. Ba để chút chừng nào lấy chú ấy. Rồi, cô mở lên luôn đi. Mở luôn đi. Tháo luôn. Rồi, tháo từ từ. Tay cô sạch sẽ đây ha. Không có cô này là mấy nay cô không biết là làm sao. Dạ. Vậy là đó, nhìn thấy chú Dũng rồi đó nha. Thấy đây ha. Thấy rõ ràng luôn á. Dạ. Nó dắt cho nó ráo vô, đừng để nước nó vô con mắt. Đấy, mọi người thấy cô vừa mới mổ mắt xong. Mới mổ hôm qua, hôm nay bác sĩ kêu mở ra được ha. Rồi, chúc mừng cô. Mở ra là thấy Dũng rõ ràng luôn. Thấy rõ hơn ha. Đây rõ hơn bên đây. À. Đừng có cho nó nước nó vô nha. Mấy cổ trong dần kìa. Dạ. Về không được nó cô nước dần không có được. Thay đồ nó phải cô này thay đồ cho cô. Trời ơi, sáng ghê cô chú Dũng ơi. Sáng ghê hả? Rồi, chúc mừng cô. Dạ. Đừng có ra nắng sớm. Đừng có ra sớm, cả mấy cả tuần. Không được đi xe không đa. Dạ. Bởi vì ngày hôm qua mấy trăm ngàn thì mình không có, mình quay đi mượn thôi chứ. Cổ cái cô mà mổ, bác sĩ mổ nhanh vậy. Bác sĩ mổ bằng nãy giờ chú Dũng vô là xong rồi. Dạ. Không. Bé ơi, ngoài nè, đánh dòng. Rồi, ngoài rồi, thôi. Vàng, rồi. Nó vàng quá. Thì cái thuốc được rồi, tạm thời vậy cũng được đã rồi. Rồi, ôi, nhỏ. Rõ ha. Rõ lắm chú Dũng, vừa mở ra thấy Dũng rõ ràng luôn. Dạ. Còn mấy bữa mà thấy là chưa ngủ là vô thấy chú Dũng 15 20 phút chưa nhìn được cái ngón tay chú Dũng. Còn bữa nay thấy giới màu gì luôn. Lát nói cô Quỳnh, chắc cô Quỳnh mừng lắm, tâm nghiệp cô Quỳnh gọi điện thoại tôi thôi cũng gọi lại. Rồi lấy cái kéo. Cái miếng này. Lao cho nó khô. Rồi nhỏ vô một giọt thuốc hàng ngày với nhỏ 10 lần. Này cô phải nằm xuống cái nhỏ này. Cô phải nằm xuống rồi. Này này, lấy cái miếng gì khô, anh nhớ thấy còn miếng cái cọng gì trên đây này. Cái này đây nè. Cái đó đó. Bởi vì em kêu người mua có đó thêm. Mọi người có thể thấy được cái tình họ, những người đang ở trọ ở đây, cái tình thương mến thương. Họ không phải là anh chị em ruột với nhau gì hết. Có nhỏ ngoài rồi, đây con nhỏ chưa? Nó thấy cái đường mắt cũng mờ đó. Hay đứa nhỏ nha, rồi rồi. Rồi, một giờ. Họ không phải là anh chị em ruột gì hết, không có máu mủ ruột thịt gì hết. Nhưng mà vì cái tình ở đây, sống trọ, ở cái những người nghèo đó, ở sống trọ. Và họ đã đùm bọc với nhau như vậy quý vị ạ. Hôm bữa thì Dũng đến quay cô, đến xác minh là cái hoàn cảnh cô Nga thì gặp cô Phương. Thì cô Phương cũng đi lượm ve chai, rồi hôm đó cô Phương cũng mong muốn rằng là được đi có một số vốn để đi bán vé số. Dạ. Thì giờ, cái 1 triệu con cấp cho cô đó thì... Cho cô Nga mượn rồi. Cho cô Nga mượn hả? Cô Nga mượn bữa giờ, bầu dưỡng rồi. Mấy hôm qua mới được chợ. Ngắn hồi hôm qua, rồi xe chiều hôm qua đưa Nga về xong rồi em gom dây chai bán được 100 mấy để tính bữa nay mua cá lóc khô tiêu cho ba ăn. Dễ hả? Mà em chưa đi. Bây giờ anh Dũng lên thì... Trời ơi, đừng có xưng em, ai cũng nói xưng em gì. Đi bán, đi quen miệng rồi. Ráng cho anh miệng ha. Dạ. Chăm để tránh à. Rồi bằng cô lần á.
Rồi cho nó thấm đi rồi cô nghỉ ngơi. Rồi cô thấy cảm giác cô lúc mà được mở cái băng ra thì cô thấy làm sao cô nghe? Cô mừng. Cứ nằm đi làm sao? Cô mừng mà cô thấy khỏe trong người. Giống như hôm qua về, lúc về là lúc mà mới về nhà thì nó mệt chút nhưng mà tối hôm qua thì ngủ được. Dạ. Kết quả là tốt. Dạ. Không, bây giờ nè, bây giờ. Bây giờ cô nghe thấy vui trong người tại vì dạ. Mở mắt ra thấy chú Dũng người đầu tiên thấy rõ. À dạ, rồi, chúc mừng cô ha, chúc mừng cô. Rồi. Cố gắng mắt cho nó sáng lên rồi để mà còn đi đi bán vé số không? Thì khi nào cô là xong đi rồi con sẽ tiếp tục con cấp vốn cho cô để cô lấy vé số để cô bán ha. À, đúng rồi, tại vì trong bệnh viện nó là không có làm gì nặng được. Dạ. Mấy hỏi ông bác sĩ nói dạ sau khi lành mắt rồi còn như phải cũng như ít nhất cũng phải có tuần hai tuần. Yeah. Cô đừng làm gì nặng, tự vì cô già cô lớn tuổi rồi, nếu cô làm nặng là mắt cô nó sẽ bị mờ xuống. Yeah, yeah. Nhưng mà tôi hy vọng là cái sau cuộc giải phẫu của tôi cô sẽ sáng mắt, tự thì lúc ông mổ rồi quá chú Dũng. Yeah. Nằm nghe hết trơn á chứ thì sáng rồi đó, bây giờ cô nhìn thấy con rõ là sáng rồi. Sáng. Yeah. Rồi đó, kết quả tốt. Dạ. Yeah. Một tuần sau tái khám. Một tuần sau. Dạ, khám. Bác sĩ nói vậy ha. Bác sĩ nói tuần sau để trong giấy là yeah. Nói giờ phải mỗi một tuần là cô phải dắt bà đi tái khám mà phải xuống ngay chỗ mổ. Dạ, dạ, xuống chỗ mổ. Thì bây giờ chẳng có hôm qua là mình đi ấy thôi thì bây giờ lịch sau tái khám mình đi xe buýt thôi. Yeah, đừng có phải đi về cho nó tốn kém. Đúng rồi, có tiền. Tại vì đâu có biết chữ đâu. Với lại kêu là phải 6 giờ có mặt. Cái nhờ người ta kêu taxi giùm. Quay xuống dưới nó quốc 250. Yeah. Về nó quốc 276.000. Dạ. Yeah. Về tại cái chú đó chú chạy cái đường khác, còn cái hồi khuya là cái chú đó chỗ đây chú quen chú chạy cái đường nó gần. Dạ. Yeah. Nhưng mà phải chấp nhận chú Dũng tại vì ở trong bệnh viện người ta dặn vậy đó, từ vì lớn yeah. tuổi rồi, con mắt bữa nay bị nhiều quá là cái bữa công ở trong ấy. Cô nói ngày mai nha, phải đáng về xin tiền. Sao thấy mổ rồi nó cũng y vậy vậy? À không, mổ là người ta mổ lấy cái cườm ra thôi chứ sao mà mổ. Quan trọng là ở chỗ là mắt mình có nhìn có rõ hơn không thôi. Đâu có phải là mà rõ lắm mà hả? Rõ lắm, vừa mở ra mới vừa mở là nhìn chú Dũng rõ liền chứ. Chứ đâu có phải là mổ mắt là nên chứ phải có vết sẹo vết xiết đâu. Không phải, đừng mổ con mắt. Lấy cái phần mà bị nó che mờ cái cườm mà che mờ cái mắt của mình á. Giống như ngày hôm qua lúc chấm thuốc vô cái nằm mà nghe bác sĩ làm như có cái miếng gì nó che mày bán cái số rồi ở nhà lo tao. Tao thân một mình thôi, mày bán ngại như mày lo cho chị đi thôi, kệ cùng khổ với khổ. Ai với ai? Ai hô cùng khổ với khổ nhau, hô kệ giúp chị Nga kệ nó. Yeah. Mình thương mình là mấy mốt có người khác thương mình thì nghĩ vậy đó. Nói thôi em cho chị mượn tiền bù dưỡng hết rồi thôi, giờ mai không có tiền. Thôi em đưa chị về xong xuôi em soạn ghi chai em chở ra ngoài em bán kia được trăm mấy. Yeah. Em nói bữa nay em cầm lụm cả tháng trời rồi chú Dũng. Chúng ta bán được trăm mấy em cả tháng trời. Yeah. Em mới nói là bữa nay 9-10 giờ đêm em đi mua con cá lóc chừng 30.000 kho tiêu cho nhà bác ăn. Yeah. Bác sĩ dặn bác về sĩ là cho ăn đồ, đừng có cho ăn đồ biển mà phải mua biển. Trái cây mua sữa bồi dưỡng đi cho cổ mau lợi sức, là cho bác ăn là trái cây với lại sữa nặng cho bác lợi sức. Chứ bà yếu lắm rồi, lên là cao huyết áp mà tới mới vô 2 năm rồi. Dạ. 200. Thôi vậy thì cũng chúc mừng cô rất là nhiều. Bây giờ vậy. Bây giờ thì rồi được đó, cô ngồi lên đi được rồi. Thấm rồi đó. Rồi trước hết thì cảm ơn cô Phương rất là nhiều, vừa rồi thì cũng đã tạo điều kiện giúp đỡ bỏ công bỏ việc ha, còn cho cô Nga mượn tiền nữa. Rồi rất là tốt. Cái cấp vốn đó là cái việc mà mấy cô mà cho mượn đi mượn lại này, còn mượn thì phải trả, đó là việc hai cô là ấy với nhau. Yeah. À, yeah. Cái việc đó là cô con cho cô để mà cô cấp vốn cho cô bán vé số mà cô cho cô Nga mượn rồi thì cái đó việc đó là là một việc làm tốt. Thì đúng rồi, cái nào ra cái đó chứ. Đúng không? Đó, nhưng mà chứ con mà con mà cấp vốn cho cô rồi mà cô không đi bán vé số là con buồn đó. À, đúng không? Nhưng mà cái việc của cô là cô làm công việc là đó là cũng là tốt, là cho cô Nga mượn để cô Nga có cái kinh phí. Cô Nga đi bán, cô Nga trả từ từ cho cô. Rồi 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 đó rồi. Thì bây giờ thôi thì con sẽ gửi cho cô giúp cảm ơn cô.
À, gửi cho cô 500.000 cô uống nước. Đã mấy ngày qua là cũng đã giúp đỡ cô khổ, giúp đỡ cô Nga ha. Dạ. Dạ, con gửi cô 500 uống nước. Rồi. Rồi cô đừng có nói cảm ơn gì nữa. Mà đừng có nói em út vô đây tội lắm. Rồi bây giờ thì con gửi cho cô Nga 1 triệu ha. Cô Nga bồi dưỡng mua gì đó, bồi dưỡng với là lấy thêm kinh phí để mà mai mốt đi tái khám. Tái khám ở đó ha. Sao mình đi tái khám? Dạ. Dạ dạ dạ. Rồi, cái 1 triệu cô 1 triệu ha. Dạ. Rồi. Thì khi sau khi mà cô có thể được bình phục để mà hoàn toàn mắt hoàn toàn khỏe và để đủ điều, tức là cô nói là bây giờ cô đi bán vé số rồi ra Dũng ạ. Thì cô nói để Dũng đến và Dũng sẽ cấp vốn cho cô, gửi cho cô một chút điểm tiền, cô lấy vốn, cô lấy tiền đó làm vốn để mua vé số buôn bán ha. Để có, mà để có tới tháng mình có tiền đóng tiền nhà rồi. Tới tháng ngày mỗi ngày mình có cô nhà. Rồi, rồi. Vậy bây giờ phải lo cho bà cho xong xuôi rồi đầu hai chị em đi bán vé số. Dạ dạ rồi, thì chắc là cũng tuần 10 ngày nào để bán được rồi. Dạ, 10 ngày nữa bán được rồi. Cô đó, cô mà khám, cô dặn về dặn một tuần không được nấu nướng tiếp. Một tuần đầu là đi khám nè, hai tuần sau là mình khám ở dưới cũng được. Dạ. Hay là mình khám ở... Rồi, rồi, cái đó là khám lại thôi, khám lại xem cái nó có bị vấn đề nhiễm trùng, nhiễm tiết gì không, có vấn đề gì thôi. Một tuần đầu là phải xuống dưới. Dạ. Còn hai tuần sau là ở đây. Bây giờ thì cô cứ dậy đi, ha, cố gắng. Cố gắng. Sáng hơn mắt ở bên đây luôn. Dạ, sáng hơn mắt bên đó ha. Dạ. Hồi nãy vừa mở ra là thấy chú Dũng sáng, thấy ở ngoài trời sáng đi. Dạ. Yeah. Rồi. Lát qua cắt móng tay. Là đúng rồi. Mấy cắt cho việc xin cho nó sẽ để dài gì. Rồi là bệnh. Chứ mấy bữa kia là da này là cắt, cô đâu có để móng tay, móng chân đâu có đâu. Dạ, dạ. Rồi. Thôi bây giờ con cũng rất là nhiều việc, con ghé con xem thử hỏi coi sao. Mọi việc như vậy ổn thôi, con cũng mừng, chúc mừng cho cô ha. Cố gắng đi, có ha. Rồi. Vượt lên tất cả, vượt lên chính mình ha. Dạ. Rồi. Con chào cô và cảm ơn cô Phương rất là nhiều. Yeah. Rồi tình tình người rất là tốt ha. Cô có một cái tình người rất là tốt, cho dù là mình nghèo khổ khó khăn nhưng mà biết giúp nhau như vậy là quý rồi. Cô cũng trên cũng thương cô, gặp được cô nè. Dạ rồi. Rồi con chào hai cô. Chúc hai cô nhiều sức khỏe. Dạ bye bye. Dạ dạ. Cảm ơn hội nha. Dạ dạ.